Đây nha các bạn nhé, con máy này là kim phun này, hoạt động rất tốt đấy, mà hơi ném rất khỏe, mà bạt biên không vấn đề, mình kéo là không vấn đề, tổng bơm dầu cũng bơm rất tốt luôn. Với lại bây giờ hiện tại là mình có một số bạn là rất là nhiều là các bạn không hiểu nhá, chưa hiểu về cái máy này. Thì con này vừa nãy là đồng kiểm tra thì những cái này là nó hoạt động rất tốt luôn. Thì đồng xem lại cái cá ở đây này. Ở đây nha, cái cá ở đây nó bị vỡ. Đấy. Cho nên là cái bô lăng này, cái bánh đà nó bị lỏng là nó không nổ. Mình giật lâu lâu có khi nó quay đúng thì nó lại nổ. Thì mình cho các bạn xem cái cá là nó bị vỡ như này nhá. Đấy. Nó bị vỡ này này. Bây giờ là phải chế lại cái cá này nhé, để khóa lại cái bô lăng này. Bởi vì nếu như các bạn là kiểm tra những cái đường dầu nó lên rất tốt, hơi rất khỏe, bạt biên không vấn đề. Bạt biên là các bạn biết cách kiểm tra đúng không? Trước mình cũng đã có video hướng dẫn rất là nhiều. Khi các bạn giật thì nó có độ hơi bị kẹp kẹp, đấy là bạt biên. Còn hơi thì khi các bạn ấm áp, các bạn kéo là hơi rất khỏe, là không vấn đề. Thì con này đấy, đồng vừa kiểm tra hơi là không vấn đề nhá. Kim phun là đồng chưa tháo cái gì cả, nó vẫn nguyên như thế, nhưng mà hoạt động dầu lên rất tốt này. Với lại tổng bơm dầu nhá, đồng cũng đã xem là nó cũng không tháo xem đâu, nhưng mà hoạt động rất tốt luôn. Thì đồng mới tháo ra cái bánh đà này. Cái bánh đà này ra xem là đúng cái cá này nha các bạn nhé. Đó, nó bị lệch. Cho nên là cái bô lăng nó bị lỏng, nó bị dơ. Thì mình lúc mình giật nó chuẩn bị nổ thì nó lại dơ, xong là nó lại không nổ được. Đấy. Thì cái này là rất là quan trọng, nhưng mà nó cũng ít khi bị thôi. Lâu lâu nó cũng chỉ bị một con như thế thôi. Nhiều con thì nó mới bị một con như thế. Thì ví dụ như có một số bạn là cũng đã hỏi đồng rất nhiều, bảo là thay đủ hết, không có chỗ nào cũng thay hết rồi mà không nổ được. Thì hôm nay là đồng sẽ gặp con này, là đồng cũng gặp nhiều con rồi, nhưng mà con này thì mình chưa có video để mà chia sẻ hướng dẫn cho các bạn. Thì hôm nay là đồng sẽ làm video này hướng dẫn cho các bạn, khi các bạn thay đủ thứ rồi mà máy nó vẫn không nổ thì các bạn tháo luôn, kiểm tra luôn cái cá này nhá. Như con này nó bị vỡ này nhá, nó bị vỡ như thế này thì mình giật là nó không có đà. Không có đà nó không nổ được. Nó bắt đầu vào tầm nổ phát thì nó lại lỏng ở đây phát là nó không nổ được nhá. Đấy. Nhưng mà con này thì nếu mà ví dụ như này thì mình có thể giật lâu 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 thì có lúc nó quay đúng thì nó nổ một lần. Nếu mà con nào mà nó bay hẳn ra, nó vỡ hẳn ra thì các bạn quay thì không bao giờ có chuyện là nổ được nhá. Đấy. Thì con này thì nó chỉ vỡ như này thôi mà cũng đã không nổ rồi. Thì sau đây nhá, đồng sẽ sửa xong, đồng sẽ lắp cái bây giờ cái này là hiện tại đang sửa ở ngoài nữa không có. Thì đồng sẽ chế lại một cái, lấy cái đinh ấy chế để cho vừa cái này, xong là đồng sẽ làm là một phát là nổ luôn nhá. Đấy. Cái này cũng bị gian nhất này thì đồng cũng tiện là tháo luôn, để tháo và thay luôn cả phớt. Đấy, nó cũng bị cái phớt này là không ấy, nó không kín được, nó hở, cho nên là đồng cũng thay cái phớt này luôn. Thì tí nữa các bạn xem là mình sẽ lắp cái con này xong là có nổ không nhá. Đồng nghĩ là nó sẽ nổ thôi. Thì bây giờ đồng sẽ lắp lại cái phần này. Thì cũng có rất là nhiều bạn hỏi đồng, nhưng mà đồng không có thời gian để mà làm video chia sẻ cho các bạn. Rồi, bây giờ đồng sẽ lắp lại cái này vào. Rồi, cái này là nó không nổ thì đồng cũng tháo ra ở đây kiểm tra xem là nó có đủ hơi không. Đấy, nó có bị hở nấm này nọ không, nhưng mà đồng tháo ra nắp là không có vấn đề gì cả. Dầu kim phun các thứ thì đồng kiểm tra hết rồi không sao. Thì đồng mới tháo ra cái này.
Đấy, tháo ra thì xem thì đúng cái cá này nó bị vỡ. Bị vỡ như này là nó không nổ được. Thì có rất là nhiều bạn hỏi đồng bảo là đồng cũng thì có rất là nhiều bạn hỏi đồng bảo làm máy cày, có một số bạn ấy máy cày làm đủ bạc biên rồi xách mang các thứ kim phun cắt kiểu mà cũng không nổ được. Thì không biết là các bạn kiểm tra nó kỹ chưa mà không nổ được. Chả có máy nào mà không nổ được cả. Đấy. Thì các bạn làm đủ kiểu như thế thì chỉ có nổ thôi chứ. Còn không nổ thì cũng như vừa nãy đồng vừa bảo ấy, xem lại cái cá này đi. Đấy. Nhưng mà cái cá này thì nó cũng ít con nó bị thôi. Đấy. Như đồng thì sửa nhiều con rồi, lâu lâu mới gặp con như thế. Đấy. Lâu lâu nó mới gặp một con như thế nhá. Không phải là con nào cũng thế nhá. Thì cái này là đồng cũng đang sửa lâu năm thì đồng gặt cũng gọi là 6-7 con rồi. Là nó toàn bị là vỡ cái cá này. Cho nên là lúc các bạn cho vào thì cái bánh đà nó bị dơ. Thì các bạn giật thì nó vẫn là có hơi đủ bình thường. Nhưng mà nó đang chuẩn bị đến cái tầm nổ của nó là nó đây giỏng phát thì nó lại không đủ ép được cái dầu nó lên. Không cháy được, đấy, không nổ được. Thì nếu mà các bạn làm những cái thứ đấy hết không được rồi, các bạn kiểm tra luôn cái cá này nhá. Cái này thì mình hình như là đồng chưa có làm video cho các bạn. Đấy. Còn nhiều trường hợp nữa như hỏng cái bi ở trong thì là hình như là đồng cũng chưa làm video để hướng dẫn cho các bạn. Nhưng mà khi nào mình đồng gặt con nào nó hỏng về cái gì lạ thì đồng sẽ tiếp tục quay video chia sẻ cho các bạn. Đấy. Thì các bạn nào mới vào thì nhớ cho đồng một đăng ký kênh và một nút like, đừng quên bấm quả chuông bên cạnh để nhận video mới nhất của đồng nhá. Đấy. Thì đồng cũng có một số comment từ các bạn hỏi rất nhiều nhưng mà đồng chưa có thời gian để mà trả lời. Thì đồng sẽ trả lời cho các bạn thôi, nhưng mà đồng không có thời gian, cho nên là cũng mong tất cả các bạn rất là thông cảm cho đồng. Đấy. Bởi vì đồng nếu mà đồng đi ra ngoài sửa thì yên tĩnh thì đồng còn có thể chia sẻ cho mọi người được. Còn đồng sửa nhà thì vừa sửa xe máy vừa tất cả các loại máy nông nghiệp, như mùa này trên này thì vừa là máy cày rồi là vừa là máy phát cỏ. Đấy. Với lại xe máy thì có rất là nhiều nhiều thứ. Như đồng sửa trên này thì gọi là tất cả máy nông nghiệp là đồng sửa hết nhá. Thì với máy cày mùa này thì bắt đầu từ mùa này đi là máy cày nhiều này, với lại máy phát cỏ rất nhiều. Cho nên là đồng làm ở nhà thì đồng không có làm được video chia sẻ cho các bạn. Thì cũng mong tất cả các bạn rất là thông cảm cho đồng. Thì đồng sẽ xếp cái thời gian trả lời comment của các bạn ở buổi tối. Thì tối thì mình cũng muốn là làm video để mà hướng dẫn trực tiếp cho những bạn hỏi mình rồi, nhưng mà cũng mệt quá cho nên là đồng cũng chưa thể làm video để trả lời từng bạn được. Bởi vì mình chỉ nói bằng mồm thì mình không thực hành luôn thì các bạn cũng không hiểu. Đấy, cho nên là có một số bạn là hỏi thế, cũng gọi điện hỏi đồng thì không biết là nó phải tháo thế nào nó mới ra ở phần đấy. Thì cũng mong là các bạn là thông cảm cho đồng sẽ gạt con nào thì đồng sẽ hỏng cái gì về thì đồng sẽ làm video chia sẻ với các bạn luôn. Tức là đồng đang nói chuyện với các bạn là đồng sẽ làm xong con này. Xong là đồng sẽ nổ cho các bạn xem là có được không. Nhưng mà bây giờ thì đồng không có người để giữ điện máy, cho nên là để tí xem là có ông bác ở đây giữ hộ cái máy quay để mình lắp con này, xong là mình nổ cho các bạn xem là nó có nổ không nhá. Đấy, xin mời các bạn là đây đây nhá các bạn nhá. Bây giờ mình đồng cũng đã mài xong cái này.
Đấy, mình đã mài vừa khít ở chỗ này nhá. Cái cú của nó bị vỡ cho nên là đồng lại mài một cái mới để cho vào đây. Đây nha các bạn nhá, hiện tại là lắp xong rồi nhá. Thì bây giờ đổ dầu vào xong là giật xem là nó có nổ không nhá bạn nhá. Thì trước là không nổ thì hút hết dầu đi cho máy khác rồi. Bây giờ là sẽ đổ dầu vào xong là giật thử xem là nó có nổ ok chưa. Đấy, gà xuất hiện gà trê xuống rồi cả. Gà trê. Gà đó. Đấy, bây giờ sẽ đổ dầu vào giật xem là nó có nổ không. Chúng tôi sẽ thắng ở kia cái khoảng đó. Thì sau đó là mình sẽ giật xem nó có nổ không các bạn xem nào. Giật thử coi. Đây cái này là nó bị mất cái ác này, cả dây tán mà qua. Đang bị cái ác này nó bị bòn nhá các bạn, cho nên là sơn trắng. Thì cái này nó bị cái ác này nó bị mòn, cho nên là bây giờ hiện tại là đồng cũng không cầm theo cái này. Thì để cho nó rồi to cái đó to đó lên dầu. Các bạn có nghe thấy tiếng dầu không? Đây còn chủ máy là nó làm cái này quen rồi, nó phải đặt tí này để nó tỉ nhạy đây nhá. Đây nó to theo sao cho các bạn biết. Đấy, phải dùng cái này đẩy vào đây. Khi nào nó bật thì nó đẩy cái này lên nhé các bạn nhé. Hiện tại là đang mòn cái áp này, cho nên là không thể nào ấy được. Không ăn tí nào luôn. Thì chủ nhà là toàn làm kiểu này. Thì cũng bảo mình trước cho nên là mình cũng không. Không chỉ sân nào nó thế. Ok. Ừ. Sự hết rồi. Đấy, khi một mình đi cày thì chỉ có dùng cái này ép. Phải nhát rồi co. Nhảy rất tỏ he. Nhảy rất tỏ ca à? Ừ. Chút tỉ. Cảm ơn đúng không? Nhảy rất tỏ. Tỏ mó. Xe chỗ này đang bị này, cẩn thận nắng ngọt hơn thì mình sẽ sửa lại cái ác này đấy. Đây nha các bạn nha, như vậy là đổ nha, đổ rồi nhưng mà hơi ra khói. Thank you.